Vâng, tôi lại có món cực ngon mời các bác chơi đây. Trước mắt các bác là những mẫu lọc của Samsung, lọc dàn đại. Lọc dàn đại các bác nha. Nên là rất nhiều khi tôi đã nói là lọc dàn, như khách mua với cái tiền bỏ ra rất ít nhưng lại muốn là nó phải to, xong rồi nhìn cái giá lại tưởng là lọc to. Tôi đã nói rất rõ trong video, lọc dàn chất âm, về chất âm thì nó hay hơn cả lọc dời. Những cái mẫu lọc 5 triệu rưỡi, 6 triệu của tôi đây tôi đẩy. Nhưng về chất âm tôi luôn khẳng định ra bác, lọc dàn này nó còn hay hơn cả lọc dời. Tại sao nó rẻ? Những mẫu lọc này tôi bán đồng giá 3 triệu đồng một con. Tại sao nó rẻ? Bởi vì nó là dai 36, lọc dàn đại bỏ ra thì dai nó ngắn hơn. Nhưng được cái là bề sâu nó sâu hơn và trong nó rất nhiều hủy. Còn lọc dời thì bề ngang nó tầm 42 hoặc 43 thì là nó đắt hơn vì trưng bày nó đẹp hơn. Còn hay thì lọc dàn đừng có khinh nó. Chất âm của lọc dàn cực hay luôn. Nếu muốn trưng bày đẹp thì các bác mua lọc dời nó to, như bên cạnh tôi đang để một con Technic 5,5 triệu đây. Còn lọc dời nó là kích thước bề ngang 36, nhưng đổi được lại, người ta nói là mất cái lọ được cái chai. Cái này bề ngang nó ngắn nhưng các bác được chất âm hay này, được rẻ này, 3 triệu đấy nha. Con này nó có 10 chế độ lưu nhỉ, kinh khủng không? Hôm nọ tôi bán một con Yamaha 8 chế độ lưu đã thấy kinh khủng, con này nó 10 chế độ. Đây, 1 chế độ 1 này, 2 này, 3 này. Còn những cái chế độ dưới này tôi chưa lưu. Đấy, 10 kiểu nhạc để lưu. Đây là display để hiển thị này, đèn nháy. Equalizer bấm vào đây, nó có equal, có lọc và không có lọc. Đấy, nút này. Đấy, nó màu đen nên phải quay gần rõ nha. Tần số chỉnh này. Khoảng đầu này là bát, khoảng ngoài cùng là tép, giữa là mid. Chất âm cực hay luôn. Và đây là những cái hàng tuyển chọn. Cái lô này có 10 con, nhưng tôi chỉ tuyển chọn được đúng 3 con. Các bác phải biết là tôi kỹ tính như nào. Bởi vì cửa hàng tôi toàn bán hàng đẹp. Nó đẹp nên nó chỉ đến mức như này nha. Còn bình thường những cái mẫu lọc này nó sức mẻ, nó sức sát kinh khủng lắm. Đây, tuyển chọn 10 con mới được 3 con như này. Chứ các bác đừng nghĩ là mẫu lọc này nó cực đẹp đâu nha. Vì nó là lọc dàn bỏ ra nên là nó hay bị xước sát vận chuyển. Đây là 10 con, lô 10 con mới chọn được 3 con đẹp như thế nào. Bán giá chuẩn 3 triệu đồng một con. Thông số kỹ thuật đây đều 14W. 14W. Tôi đang đấu nhạc vào con trên. Đây là đường vào, đường ra bên cạnh. Đấy. Còn những cái đường này tôi chưa nghiên cứu. Nói chung nó toàn tiếng Nhật, nhưng mà mình cứ đấu vào mình sẽ thấy nó nháy và nó có đường ra là nó sẽ chạy. Tôi sẽ chỉnh nhạc mời các bác cùng nghe tại sao tôi bảo nó cực hay. Đèn nháy mưa rơi thì loại này quá đẹp rồi. Nó chỉ cần làm rộng hơn một chút như thế này, nó giá tầm 7-8 triệu ngay. Cái chỗ này nó làm hõm vào một chút nha, còn nó vẫn phẳng từ trên xuống dưới. Hai mẫu đèn trắng và một mẫu đèn vàng. Tôi sẽ mở to hơn. Đây tôi chỉnh này. Bát bỏ xuống này. Chỉnh nó cực kỳ nhạy và nhẹ tiếng. Đây tôi sẽ cho tép lên này. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió người em đã ra đi. Không nói lời biệt ly, trường xưa giờ vắng bóng, xóm đạo hết chờ mong. Ôi xóm thương vô bờ, giặc về gieo sầu nhớ, mang theo xác em thơ. Đấy là bỏ lọc nhá, chỉnh lên tiếng nào ra tiếng đấy luôn, bát ra bát, chép ra chép, lời ra lời luôn. Giờ còn riêng mình tôi về đây, hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày. Trở lại xóm đạo còn đâu người yêu, ôi hoang vắng điều hiu. Xin chào các bạn. Nhạc cành hoa. Khách hàng có thể đến tận nơi cửa hàng tôi mua hoặc là chuyển tiền vào tài khoản tôi gửi hàng đi qua Viettel, nhận xe khách, phí vận chuyển người mua phải chịu. Xin chào.